Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của SNews vào ngày 18 tháng 3. Và không biết là trong ngày hôm nay đã có những tin tức gì nổi bật. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình cập nhật qua bản tin sau đây nhé. Nhiều khán giả và fan của nam rapper Garrick mới đây đã vô cùng lo lắng khi trên trang cá nhân của mình, anh đã thừa nhận rằng mình đang mắc bệnh rối loạn cưỡng lực, đồng thời thì có nhiều câu nói gở khiến nhiều người phải giật mình. Vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 3, Garrick đã khiến fan hâm mộ hết sức lo lắng khi thừa nhận rằng đang mắc bệnh rối loạn cưỡng lực suốt 12 năm trời. Bên cạnh đó, anh cho biết rằng bản thân rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với anh trong thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, khi trò chuyện với một người bạn dưới bình luận, Garrick còn khiến người hâm mộ hoang mang hơn khi viết rằng: "Chuẩn bị ăn đám tang tôi tới nơi, tôi cảm nhận tôi sắp hết nhiệm vụ của mình ở hành trình cuộc đời này rồi, nên tranh thủ đi." Câu nói gở của huấn luyện viên rap Việt khiến cho bạn anh phải phản ứng gay gắt rằng: "Nói chuyện kiểu gì vậy?" Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam rapper Garrick đã đăng tải câu chuyện như sau: "Tôi bị rối loạn cưỡng lực và tôi rất nhạy cảm với các thái độ ngược lại với mình trong thời điểm hiện tại. Khi đối diện với sự phản biện với cái tôi càng nhiều, tôi càng có xu hướng thu mình. Tôi nói ra không phải để xin sự đồng cảm hay thương hại, vốn dĩ cũng đã sống với nó suốt 12 năm nay nên tôi thấy bình thường, thậm chí là thấy an toàn với người bạn này với xã hội hiện tại. Nhiều lần tôi tắt Facebook vì cảm thấy nó không còn là nơi thoải mái cho cảm xúc của mình, nhưng vẫn phải quay lại vì tính chất công việc. Có lẽ vì vậy tôi khá khó chịu với những kẻ hay thả biểu tượng ha ha một cách vô ý thức ngay khi tôi cần sự đồng cảm hoặc chia sẻ tâm tư của mình một cách nghiêm túc." Hy vọng rằng nam rapper Garrick vẫn sẽ luôn giữ được một tinh thần vui vẻ ổn định như những hình ảnh mà anh vẫn luôn thể hiện trước công chúng trong suốt thời gian qua. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của SNews. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.